chưa? Thank you.
Phật tu hướng phụng kinh Phật.
Thank you.
Yeah.
Ân thâm của người xưa lưu lại cho bản thân mình về tại giá đường để chứng minh hồ niệm nguyện cầu cho cha mẹ hiện tại đường thừa công đức của Phật mà siêu sanh lên biển tịnh độ. Quý vị không tiếc vật chất tiền tài để tổ chức lễ cầu siêu cho quá cố tôn hương linh thân thuộc bản thân mà cũng hợp với cái lý. Đối với lý thì nó đã thể hiện được cái tinh thần biết ơn và báo ân, hành hiếu là hành Phật. Có nghĩa rằng một người con có hiểu tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, tình đó mà làm việc thì sự hạnh phúc toàn thể gia quyến. Nói như vậy thì biết rằng đối với bà con thân thuộc, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, tức là lìa bỏ bên này để trở về bên kia, tất cả những lời nói xấu để nói những lời tốt, loại bỏ những cái tâm lý ô nhiễm tham sân si mạng từ nhiều đời nhiều kiếp để có giới có định, đưa chúng sanh từ chỗ khổ đau đến bên bờ hạnh phúc an vui. Nói theo cái mặt hiện tại, còn đối với thế giới tâm linh có nghĩa là giải thoát chúng sanh nó còn khổ đau nơi cảnh địa ngục để trở về nơi cảnh giới niết bàn, chiếc dao xuống để lập tức thành Phật. Đó là cái ý nghĩa sâu xa của bản đồ. Đức Phật dạy do cái này có nên cái kia có, do cái này sanh nên cái kia sanh, do cái này không nên cái kia không. Pháp giới chúng sanh hiện hữu giữa thế gian này cho đến tất cả chúng sanh trong thế giới vô hình, tại đều do nhân duyên mà thành tựu, mà đã là do nhân duyên mà thành tựu thì trong từ tánh của nó và hư vọng, đã không thật và hư vọng thì cỡ làm sao chúng ta lại cứ bám vào cái xác thân muộn này của nước, của gió và của lửa để mà thành tựu. Đã mượn cái này mà có thật rồi. Người ta nói rằng trong 100% sự việc mà nếu có 1% là không thật thì cái 100% kia
cũng đã là giả dối khổ đau trong lục đạo chúng sanh. Thưa toàn thể gia quyến, mà có đôi lời đối với toàn thể gia quyến, hãy làm cho cái tinh thần hiếu thảo, cái đức hiếu sinh ở trong bản thân mình ngày một thêm tăng trưởng, để làm lợi ích cho tự thân, cho gia đình và cho xã hội. Đạo luân hồi vào trước thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chưa xuất hiện tại thế gian này, thì trong các tôn giáo của Ấn Độ cũng đã lưu hành, tức là có đời quá khứ, có đời hiện tại và có đời vị lai. Vì vậy chúng ta, Đức Phật dạy tâm là chính mình, đó là cái bản lai diện mục được khi cha mẹ chưa sinh ra, quyền trong tâm mình là từ mình tạo tác sinh ra. Cảnh giới trước mắt là tâm ý của chính mình biến hiện ra, cảnh giới thiền ác hiện ra đều là chính mình. Nhưng việc biến hiện trong vòng chẳng phải từ bên ngoài đến. Kiếp sống chúng ta cũng như đang trong giấc đại mộng, chỉ là chúng ta chẳng biết thức tỉnh mà thôi. Dương linh sớm được siêu sanh miền cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Yeah.
lên tiền tiếng Yeah.
Bồ Đề Nam Ngã Giác Lạc Ngài Phật Bà Đề Đề Vị Đề Đi dài thoảng xuất ly thường tại
Bang!
tuổi là câu cho chùa con cháu được phụng từ phụ kỳ nhân.
đường tháo tú tú bá bên nồi lên ngoài có mặt cũng đi được bốn từ cái nhà là gì ba. Bác nổi ngoài mấy ba mấy đó mấy chỉ mỗi ngoái đóng được để thần hồng nhang là cầu cái tóc dài mà dài. Ô giá ta bên hồ bốn chân bước
Nhược ngoài tận tha dân vẫn đắc vọng anh chiến đoàn.